Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 1, bộ sách Chân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Bạn cùng học, cùng chơi. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về bài 2, Vui học ở Thảo Cầm Viên. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về bài đọc này. Ở bài đọc ngày hôm trước, các con đã được đọc bài đọc vui học ở Thảo Cầm Viên rồi đúng không nào? Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm trong bài đọc các tiếng chứa vần ui và vần ui. Vậy các con hãy quan sát lại bài đọc này một lần cho thật kỹ và tìm giúp cô tiếng nào có chứa vần ui, tiếng nào có chứa vần ui. Chúng ta có thể tìm được những tiếng sau chứa vần ui đó là các tiếng vui, trong bài đọc này có tất cả là 5 tiếng vui. Còn tiếng chứa vần uôi trong bài đọc này chính là tiếng nuôi. Vậy là chúng ta đã tìm được những tiếng có vần ui và vần uôi trong bài đọc rồi đúng không nào? Vần ui và vần uôi có cách đọc và cách viết khá là giống nhau, cho nên các con cần lưu ý phân biệt hai vần này trong khi nói và khi viết để chúng ta không nhầm lẫn nhé. Tiếp theo, các con hãy tìm thêm ngoài bài đọc những từ ngữ chứa tiếng có vần ui, ui và ươi. Ở đây cô có mẫu về một số từ ngữ như sau. Từ chuột chuỗi có tiếng chuỗi chứa vần ui. Từ chim ruồi có tiếng ruồi chứa vần ui. Và từ đười ươi có cả hai tiếng đười và ươi đều chứa vần ươi. Vậy ngoài bài đọc, các con còn biết thêm những từ gì chứa vần ui, ui và ươi? Hãy tìm giúp cô những từ ngữ ấy thông qua câu hỏi tương tác sau. Ngoài bài đọc, chúng ta còn có thể tìm thêm một số từ ngữ chứa tiếng có vần ui, uôi và ươi như sau. Từ cái túi, ngọn núi, vui vẻ đều có tiếng chứa vần ui. Đã được cô tô màu đỏ trên màn hình. Tiếp theo, các từ cây chuối, muối biển dòng suối đều có những tiếng chứa phần ui và cuối cùng các từ tươi cười quả bưởi sưởi ấm đều có chứa tiếng có phần ươi cô hy vọng qua bài tập này thì các con đã có thêm cho vốn từ của mình những từ ngữ chứa tiếng có phần ui ui và ươi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về bài đọc vui học ở thảo cầm viên thông qua một số câu hỏi đọc hiểu câu hỏi đầu tiên của chúng ta có nội dung như sau thảo cầm viên có những khu vực nào thảo cầm viên là một công viên có rất nhiều những khu vực khác nhau chính những khu vực ấy đã tạo nên màu sắc riêng tạo nên sự thú vị và sức hấp dẫn cho nơi này vậy bây giờ các con hãy đọc lại đoạn văn này và cho cô biết Thảo cầm viên gồm những khu vực nào? Thảo cầm viên gồm những khu vực như sau, đó là khu nuôi chim, thú, khu cây cảnh và khu vui chơi giải trí. Vậy với một nơi hấp dẫn, thú vị và có nhiều những khu khác nhau như thế, vậy khi đến đó thì chúng ta có thể làm được những gì? Bây giờ Cô và các con sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu về điều đó thông qua câu hỏi số 2. Học sinh có thể đến thảo cầm viên để làm gì? Các con lại tiếp tục đọc đoạn văn trên màn hình. Trong đoạn văn này đã có chứa thông tin cho chúng ta biết điều mà học sinh có thể làm khi đến thảo cầm viên. Vậy các con hãy đọc lại thật kỹ và cho cô biết điều mà học sinh có thể làm khi đến thảo cầm viên khi đến thảo cầm viên học sinh có thể làm một số việc như tham quan tìm hiểu về các loài chim thú và cây cỏ không chỉ vậy thì học sinh còn có thể vào trong khu vui chơi như chúng ta đã tìm hiểu trong phần chú thích của bài học ngày hôm trước thì thảo cầm viên là công viên bảo tồn động vật thực vật chính vì thế ở nơi đây có rất nhiều những loài chim thú và cây cỏ đặc biệt. Do đó, khi đến đây, học sinh có thể tham quan, nhìn ngắm, tìm hiểu thêm về chúng để có thêm cho mình những kiến thức đầy bổ ích. Không chỉ vậy, ở thảo cầm viên còn có cả khu vui chơi nữa. Học sinh có thể ghé đây để tham gia các trò chơi thú vị. Và ở trong khu vui chơi thì có khu biểu diễn xiếc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về khu vực này thông qua câu hỏi tiếp theo các con hãy tìm từ ngữ nói về những màn siếc ở khu vui chơi trong khu vui chơi thì có cả khu trò chơi và có những màn siếc vậy các con hãy tìm những từ nói về những màn siếc ở khu vui chơi lưu ý là chúng ta chỉ tìm những từ ngữ nói về màn siếc các con nhé để nói về những màn siếc ở khu vui chơi thì tác giả đã sử dụng từ vui nhộn qua những thông tin mà chúng ta vừa tìm hiểu có thể khẳng định thảo cầm viên là một địa điểm vừa bổ ích lại vừa rất thú vị làm cho chúng ta vừa có thể giải trí lại vừa có thể học tập thêm được nhiều điều bổ ích các bạn nhỏ ở khu vực phía nam nếu có điều kiện thì các con hãy đến thảo cầm viên tham quan để tìm hiểu thêm được những kiến thức thú vị và bổ ích cho mình nhé và bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng dừng lại tại đây Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.